Rồi, xin chào anh em nha. Siêu phẩm anh em ơi. Một con máy cưa Genoa Komatsu. Hàng này tôi gọi là Việt Nam mà kiếm cây thứ hai cũng khó mà có nha anh em. Đây. Genoa GZ3802 nha anh em. Máy này là chuẩn của Nhật Bản 100%, mở cái bộ e ra xem đi. Đó. Máy này về đầu không thôi. Đó, chưa không có lâm xích đầu không thôi. Em nhìn mua e nè. Đây. Máy nó phải đẹp như thế này lâu lâu có được một con thôi. Chưa xài nha anh em. Chưa đổ xăng mà. Mình xăng nha anh em. Xăng quên rồi Nhật này. Máy Nhật mà chưa xài mà về nguyên một con hàng bãi về mà nguyên một con như thế này thì anh em biết cái độ đỉnh của nó như thế nào rồi anh. Bụi nè anh em. Đó, còn bụi phấn luôn nha anh em. Bụi đủ ít. Nòng này, bụi sạch. Quá mới. Anh em nào kết con này mà có tiền ha, có dư tiền tí thì mua về trưng bày ha. Chưa đổi xăng nha anh em. Chưa đổi xăng. Bô này nắp xăng nắp nhớt con đây mở nắp xăng nắp nhớt ra cho anh em xem. Đó. Chưa có miếng xăng miếng nhớt gì trong đây luôn nha anh em. Đó anh em nhìn cục lốp xăng nè phao luôn tinh nha anh em. Nhớ chưa có miếng nhớt nha anh em, ngửi là chưa có cái mùi vị trong đây hết. Chứ là con này là chưa đổ xăng. Đó. Okay. G3802 G3008. Đó. Rồi thôi. Quay cho anh em xem thôi. Anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ ha. Con này giá, cái đầu máy này giá không dưới 5 triệu nha anh em. Giá không dưới 5 triệu nha. Con này giờ mà về anh em nếu mà có sử dụng á thì nâng niu nó ha. Đó, xài thì nếu anh em có sử dụng thì chắc có lẽ 10 năm ha, tầm khoảng chục năm mới gọi là xi nhê mới hư được nó ha. Rồi, quá đẳng cấp. Đó, cho anh em xem lại thêm lần nữa ha. Đây, lần đầu tiên trong cái cuộc đời em mà cầm cái con máy Nhật bãi mà Genoa Komatsu này mà chưa đổ xăng luôn nữa nè. Đó. Rồi. Tạm biệt anh em.